Hey, mình chào bà con nha các bạn nha. Thì hôm nay thì thứ ba ngày 13 tháng 4 2021 bà con. Thì chiều hôm nay mình làm video cho trại bò anh Trung. Thì trại bò anh Trung hôm nay về rất nhiều bò nha bà con. Thì bà con nào thích mẫu bò nào thì cứ vào xem mày thấy thích hợp thì nhấc máy gọi cho anh Trung nha. Bây giờ mình mời em tiếp tục ba con được kiểm sơ bán ba được nha cô anh chị. Tại vì ba con này nó lẻ này em bán cô anh chị ba con nha. Đây một con này GOB mà ra gần này con cọp rằng thì cũng được nha quý anh chị. Đó. Rất là to nha. Con này kia cũng to lắm quý anh chị. Đó, quý anh chị nào có nhu cầu mà xài ba con này cứ liên hệ cho bọn Trung giùm em nha. Con kia con bự bên đó là tầm khoảng 6 tháng rưỡi bò 7 tháng rồi quý anh chị. Rất là to nha. Đây con này cũng đẹp lắm nha. Cọp rằng đẹp lắm quý anh chị. Đây con kem F2 nè quý anh chị. Đó. Rất là to nha. Bò này tao tầm 1 mét trở lên nha. Rất là đẹp nha. Rất là pin. Chị nào có nhu cầu mà xài cứ liên hệ cho bọn Thành Trung giùm em nha. Rất là to nha. Đây rất là to nha. Đây, con này rất là đứng thẳng lẳng nha. Đây là lưng rất là hở nha anh chị. Chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em. Đây rất là to. Đây lại gần coi lần lưng này. Con nào cũng đều hở hết nha anh chị. Đây một gan hết nha anh chị. Đây một gan tay luôn nha. Đây chân móng hoàn thiện nha anh chị. Và rất là to nha. Các anh chị nào có nhu cầu mà xài cứ liên hệ cho bọn Thành Trung giùm em nha. Em show bán ba này là 62 triệu nha chú anh chị. Thì nó lẻ ba con bán ba con là 62 triệu nha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài ba con thì liên hệ giùm em nha. Một con em vẫn bán nha chú anh chị. Tại vì nó lẻ đó. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu một cái điều kiện mà bắt được ba con á thì liên hệ giùm em, một con em cũng vẫn bán nha cô anh chị. Rất là to nha. Đây rất là to chú anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài ba con này giá 62 triệu cứ liên hệ giùm trại bò Thành Trung giùm em nha. Này em quay chi tiết từ từ quý anh chị xem nha. Này em đang thay lồng nó đẹp ghê chứ gì. Chị đứng thẳng gẳng này nè. Đó. Rất là to nha. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo giùm em. Rất là bự nha. Đây rất to chứ anh chị. Đây. Rất là to nha. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ với em nha. Rất là đẹp. Đây em tiếp tục được cặp được lỡ nha anh chị. Đây bán một cặp, xô bán một cặp nha. Bò này rất to nha chú anh chị. Chú anh chị nào có nhu cầu mà xài cứ liên hệ trại bò Thành Trung giùm em nha. Một con ba bê đít muối nha anh chị. Ba bê trắng này. Bông bông rất là đẹp nha. Đít như cái thúng vậy. Mình coi dàn dai đây. Bò này cao 1m2 bò nha anh chị. Nhìn cái dàn dai hết hình dung luôn nha. Đây con kem F2 luôn nha anh chị. Đây, bò này rất là to nha. Bò này rất là độ nha. Có anh chị nào có nhu cầu mà xài bò độ cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Bò này giá này cũng hơi cứng nha anh chị. So với cái chạy bò của em. Nhưng mà em thấy đẹp quá em bỏ không được nha. Em show bán một cặp mà cô chú anh chị nào thấy nó cứng á thì bỏ qua giùm em nha. Đó. Bò rất là to nha anh chị. Đó, một cặp trực kem. Một con F2, một con kem F2 anh chị. Xương nè, anh chị coi xương gần xương nè. Rất là to nha. Đó. Coi nè. Bò này tầm khoảng dao động là khoảng 11 tháng nha anh chị. Đây. Rất là to nha anh chị. Nhìn coi dằn mông đó nè. Bò này đít thôi cái dằn mông nó hơi khủng nha anh chị. Đây. Đó, có anh chị nào có nhu cầu mà xài cứ liên hệ cho Thành Trung nha. Em show bán một cặp nha. Đây, rất là to nha. Đây rất là to nha chú chị. Này. Bò này nó tại sỏ mũi nó ốm chứ mà dữ lắm nha. Dằn lưng một rang tay nè. Bò này bị sỏ mũi cái đầu bư lắm nha. Dòng F2 nè, đây. Rất là bự nha chú chị. Xương sóc thì không khỏi chê luôn. Đó. Bò này cao 1m1 lẻ nha chú chị. Ủa chú anh chị nào có nhu cầu mà xài cái cặp đực mà lỡ á
tầm tiền khoảng dao động 62 triệu, có liên hệ về bò Thành Trung giùm em nha. 62 triệu, 62 triệu chú anh chị. Đó, con chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài á, mà được lỡ liên hệ giùm em bò này thôi, nói chung là khỏi chê nha. Đó, một gang tay của em luôn. Bò này rất là đẹp nha. Cặp này không có nơi chỗ nào mà chê được luôn, rất là đẹp. Rất là to nha. Rất là bự nha chú anh chị. Em bán cặp này là 62 triệu chú anh chị. Em bán một cặp nha, còn lẻ em bán khác nha chú anh chị. Bò rất là đẹp nha, đích nó như cái thúng vậy đó. Đây, con này nó hơi dẻo bò tại vì cũng đẹp lắm chứ không phải là tệ nha, tại vì nó bị sọ mũi nó xuống bò nha quý anh chị. Chị nào mà có nhu cầu mà xài cặp được lỡ này cứ liên hệ cho bò Thành Trung giùm em nha. Giá 62 triệu. Rất là to nha. Rất là bự nha quý anh chị. Đây, rất là đẹp nha. Đây em tiếp tục mẹ con nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ con cứ liên hệ cho bò Thành Trung giùm em nha. Con bò mẹ này là bò tạng độ nha cô chú anh chị. Bò này em bắt chung một cái chủ mà chủ bò mà bò em bán 36 triệu 500 mà con bò ngé đực mà mẹ con bò xin đó. Xin chặn ba cô chú anh chị. Bò rất to nha. Em bắt cái giá này cô chú nó hơi cứng nha cô chú anh chị, tại vì con bò nó độ quá, tàn bự quá. Mà tại vì em lúc trước là bò này hai con cô chú anh chị. Đây, con nghe là năng mẹ ăn cắm đầu của chú anh chị. Đó, ăn rất là mạnh nha. Đó, chú anh chị nào có nhu cầu mà xài á, mẹ ăn con này cứ liên hệ cho bò Thành Trung cho mẹ. Mẹ ăn năng khủng luôn nha chú anh chị. Tại vì em đang cho ăn, em quay cho cô chị coi ăn thức ăn nó mạnh, rất là mạnh nha chú anh chị. Đó. Chú nhìn chú anh chị coi nè, ăn nè. Rất là mạnh nha chú anh chị. Đó, có gì nào có nhu cầu mà xài mẹ một con mà bò độ này mà tàn ốm á, liên hệ cho bò Thành Trung cho em nha. Bò này cao 1m4 nha chú anh chị. Chân móng là hoàn thiện nha chú anh chị. Cao 1m4 nha, bò rất là to nha. Đây, rất là to. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài cứ alo chạy bò Thành Trung giùm em nha. Đây, ví dụ coi cái đàn lú nè, bò nẻ hai lứa nha chú anh chị. Này vú rất là tốt luôn nè. Nói chung là tại vì nó thiếu cỏ, nó ăn khủng lắm anh chị. Dính con nghé cái bê nha. Đây, nghé cái bê này tầm khoảng 2 tháng rưỡi tuổi nha chú anh chị. Rất là to nha. Đó, cô anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ ăn con này. Đây, rất là to nha. Cái đàn vú hết hình dung không? Nó ốm mà nói chung là từ mà đẻ mà tới ra giờ luôn nó không được ăn cỏ mà. Các chị coi nè, xích ra, xích. Rất là to nha chú anh chị. Rất là to luôn á. Đây, để quay phim nó ăn con. Nó bự khủng không chú anh chị? Nó rất là to nha chú anh chị. Nó có tàn. Chú chị nào có nhu cầu mà xài á, cái liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em. Con bò này em bán giá tại chuồng em là 40 triệu nha chú anh chị. 40 triệu. Đó, coi chứ anh chị mà cảm thấy mà có nhu cầu mà xài cái liên hệ giùm em nha. Bò này rất là to nha quý anh chị. Đây con nghe rất là đẹp nha. Rất là to quý anh chị. Giá 40 triệu. Rất là đẹp bò nha. Đây chân cẳng là nói chung là bò này không chỗ nào để chơi nha quý anh chị. Bò quá trời cái tàn luôn. Đây. Con quay qua con bò nái của em này, nó bằng như con bò nái nhà của em này quý anh chị. Nó bằng như bò nhái nhà em luôn. Mà tại vì nó ốm á. Rất là to nha. Có anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ ăn con tầm khoảng 40 triệu liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em. Chị mà có coi bên chú Tâm Phúc Vlog á, đăng ký chạy bò Thành Trung giùm em ơi chú anh chị. Cho em có nhiều động lực em bắt bò về để cho chú anh chị về nuôi kiếm lại lợi nhuận cho chú anh chị. Rất là to. Đây. Đây. Rất là to nha. Rất là to nha chú anh chị. Khủng khiếp luôn. Đây là mẹ một con thôi chú anh chị. Mẹ này đẻ một lứa nha. Bò này đẻ một lứa nha. Đây mẹ đực nha. Thôi chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ ăn con mà tầm bò đực á, liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Đây. Rất là to rồi chú anh chị. Đây đây, con nghe đực nha. Nghe rất là to nha. Đây,
nghe đực. Nghe đực này là của con bò bên đây nha quý anh chị. Tại vì nó nhát nó qua đây nè, nghe đực nha. Nghe bò này đẻ một lứa nha. Đây rất là to nha quý anh chị. Mẹ không con nha. Mẹ kem đẻ được kem nha. Kem F2 nha quý anh chị. Bò này tầm khoảng 2 tháng bò nha. Đó, cô chú anh chị là có nhu cầu mà xài cứ liên hệ. Bò này đẻ một lứa anh chị. Bò này cao tầm 1m2 trở lên nha quý anh chị. Đó. Anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ ăn con tầm tiền khoảng 41 triệu liên hệ chạy bò thành công giùm em nha. Giá 41 triệu, bò này đầu mặt đều đẹp hết nên chân cẳng thẳng gẳng nha quý anh chị. Đây. Mẹ ăn con này tầm khoảng 41 triệu nha, nhá đực nha quý anh chị. Đây. Anh chị nào có nhu cầu mà xài cứ alo chạy bò thành công giùm em nha. Rất là to nha quý anh chị. Này con bò mẹ ở đây thì thôi khủng khiếp luôn nha. Em tâm đắc nhất là bộ mẹ ăn con bò đó nha quý anh chị, tại vì nó lớn tàn mình về mình rộng đường lắm. Nhưng mà bò mẹ ăn con này nó cũng rộng lắm. Tại vì con ngé đực mình lên nuôi tầm khoảng hai mấy tở từng 5 tháng, 6 tháng mình bán cũng được tầm hai mấy triệu ngoài nha quý anh chị. Đây bò kem dòng F2 này cũng khó mà cũng mà kiếm lắm. Nó ra được cái dòng này lắm quý anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mà xài cứ liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Đây ông quay cận cảnh với dàn xương dưới cho quý anh chị xem đây. Đứng rất là thẳng gẳng nha quý anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ ăn con này tầm khoảng 41 triệu liên hệ chạy bò thành chung giùm em nha. Giá 41 triệu. Rất là đẹp nha quý anh chị. Đây, hai cặp hai bộ nha quý anh chị. Đây là con bò 3B của mẹ rút nha. Đây thấy cưng lắm nha quý anh chị. Đây. Đó, rất là đẹp. Bò rất là bú nha, bò mới 2 tháng mà pin lắm nha quý anh chị. Rồi. Bò mẹ đây, tại vì nó trông ăn đói bụng ăn cấm đầu luôn. Đó. Có anh chị nào có nhu cầu mà xài cứ alo giùm em nha. Nó rất là tốt bò nha quý anh chị. Đây, con mẹ rất là to nha. Bò này tàn bò độ nha quý anh chị. Nó cao 1m4 á. Bò cái mà cao 1m4 là dữ lắm nha quý anh chị. Nói chung là nó có xác lớn nè. Nó ốm thì nó còn xương với da không nha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà thích hợp á thì bắt nha. Chứ bò này tại vì em bắt giá nó cũng hơi cứng á. 40 thì dính nó nghe cái thì nó hơi cứng nha cô chú anh chị. Nhưng mà em thấy con bò mà tại vì nó đẹp quá với bò là rồi nó bắt em bắt được con ngé đực của nó á. Bò này đẻ hai lứa cô chú anh chị, bò gút đẻ hai lứa nha. Siêu gần á, siêu cọp á, đẻ hai lứa. Cô chú anh chị nào đưa cái em mua cái giá này còn hợp lý á thì bắt giùm em nha. Không có thì cô chú anh chị xem. Đây em tiếp tục tham khảo bán con bò bô nha cô chú anh chị. Chú anh chị nào có nhu cầu mà xài cứ liên hệ cho bò thành chung giùm em nha. Rồi rất là to nha cô chú anh chị. Bò này cao mà em đo cái chỗ thấp nhất bò là 1m3 trở lên nha quý anh chị. Bò bô bò này đẻ một lứa nha quý anh chị. Đây rất là to nha, xương bấn thẳng gẳng nha quý anh chị. Con chim cô chị nào mà có xài bò bô á mà cái đồng tiền mà tầm khoảng mà 36 triệu á, liên hệ cho bò thành chung giùm em nha. Giá 36 triệu bò bô nha quý anh chị, lâu lâu mới được con nha. Đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo, bò này chữa 5 tháng hay gì, 5 tháng rưỡi vậy đó. Đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo giùm em nha, bò 5 tháng rưỡi bò nha. Bò này em khám rồi nha quý anh chị. Bò này trong khi á em bán bò nha quý anh chị xem nhớ kỹ nha. Trong vòng 3 ngày cô chú anh chị về này em khám tại nhà vườn rồi nhưng mà chú chị về không tin tưởng em khám lại 3 ngày. Trong 3 ngày đó chú chị khám có chữa không có chữa thì em mắc lại nha. Không có chữa mắc lại, còn chứ chữa thì em kho là em bao là em bán cho cô chú chị nha. Còn mà từ đó về sau ví dụ mà bị lòi lõm này kia là một tháng trời em bắt sẽ bắt bòi lại cho chú anh chị. Còn để 2-3 tháng sau thì cũng nói con bò mình đâu biết, em nói thiệt sự mà nói em bán con bò chữa này cũng rất là nguy hiểm nha cô anh chị. Ví dụ mà về của nhà mình thì em bán có chữa mà về 2-3 tháng sau nói bò đẻ non này kia thì em đâu biết con bò như thế nào mà cô anh chị thông cảm giùm em chuyện đó nha. Trong vòng 3 ngày trở lại cô anh chị bắt á mà khám mà chung ơi bò này không có chữa em sẽ bắt lại con bò đó của em bán cho cô anh chị. Còn về sau mà 1-2 tháng trở lên ví dụ mà bò nó không chữa là em không chịu nha cô anh chị. Tại vì em bao chữa là bao trong vòng 3 ngày cho cô anh chị khám lại con bò của em đó. Tại vì cũng nhiều cái tình trạng mà bán nó trên mạng này cũng phức tạp lắm. Hôm khi em bán bò này em bán bò chữa chứ không phải là không chữa, nhưng mà thí dụ mà nó bự quá này kia, thí dụ mà nó về nó trục trặc này kia là không bao giờ có nha. Tại vì em bán là em bò chữa là em bao chữa đó. Tôi chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ bò cỡ này nè, liên hệ chạy bò thành chung giùm em. Đây bò bô rất to nha chú anh chị. Đó. Đó. Rất là to. Có chị nào có nhu cầu xài cái giá 36 triệu thôi nha. Em bao lòi 1 tháng nha. Tại vì em chung là chủ nhà bán em bao lòi 1 tháng thì em bao lòi 1 tháng thôi cô chú anh chị. Rất là to nha. Đó, có chị nào thấy mà được thì cảm thấy mà được cái giá em đưa ra thì điện thoại liên hệ giùm em nha. Đó, rất là to nha chú anh chị.
đây. Anh chị nào có nhu cầu xài cứ liên hệ giùm em. Giá 36 triệu tại chuồng em nha. Em bán giá là giá tại chuồng nha các anh chị. Em không bao xe nha. Tại ví dụ em bao xe con chú anh chị 100 cây hay là như thế nào đó thì cũng tiền của cô chú anh chị thôi nha. Em bán giá tại chuồng của anh chị dễ mua lắm. Đồng tiền mình em canh lời 1-200 ngàn, 300-400, 500-600 vậy là em bán cho chú chị được rồi. Còn em bao xe thì thứ nhất là nó khó khăn lắm. Ví dụ mà con bò này em bán bao xe thì mới canh đón lo liền em bán thì nó khó hơn. Em bán tại chuồng của em, cô chú anh chị thấy ok thì bắt ủng hộ giùm em nha. Con bò này có giá tại chuồng em là 36 triệu mà chân cẳng đứng thẳng gẳng nha. Bò này chữa 5 tháng rưỡi nha chú chị. Gieo kem Pháp nha. Bò này rất to nha. Bò này toàn bò nhất á. Nó gần lên bò độ nha quý anh chị, rất là to nha, nó xây nè. Rất là to nha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xài mà cứ alo giùm em nha. Xài cứ alo giùm em nha. Rất là to nha chú anh chị. Bự khiếp chưa? Rất là to. Giá 36 triệu. Bò này nói chung là không có chỗ nào để chê nó. Bò này em đứng em phải nhón lên mới quay được cái dàn lưng đó anh chị. Nói chung là tiền nào của nấy cô chú anh chị ơi. Mình nông dân không, mình mua con bò mình phải lựa bò kỹ mới bán coi cô chú anh chị, chứ bò mà bị tầm bậy bạ em cũng nói chung em cũng không dám bán nữa. Mất cái uy tín với mình mà ngăn mà đâu phải mình buôn bán mà thật. Chứ em không giờ em gạt cô chú anh chị nha. Đó, bò này rất là to, chỉ có giá 36 triệu thôi chú anh chị. Đây em tiếp tới là một cái con chữa nha. Bò này chữa 3 tháng rưỡi anh chị. Bò này bò kem đẻ lứa đầu nha. Lộn, chưa đẻ chứ, kem tơ chứ anh chị, kem tơ nha. Mới ban bầu mới gớt một đôi găng luôn nha. Đó, có anh chị nào có nhu cầu mà xài mà kem tơ chữa này một lứa đầu tiên á, liên hệ giùm em nha. Bò này cao cũng tầm khoảng 1m2 trở lên đó chú anh chị. Rất là to nha. Đây. To khủng chưa? Đó. Bò này to lắm chú anh chị. Đó. Rất là to bò nha chú anh chị. Đây. Bự khủng chưa? Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài cứ alo chạy bò Thành Trung giùm em nha. Rất là to bò. Bò này chữa 3 tháng rưỡi em khám rồi anh chị. Bò này có giá tại chuồng em là 29 triệu 500 ngàn. Trời ơi trời, sao này lộn nha trời. 29 triệu 500 ngàn. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài cứ liên hệ giùm em nha. Đây chân đứng thẳng gẳng nha chú anh chị. Đó, rất là to nha. Đó, chỉ có giá 29 triệu nha. Mới lại lúa đầu nha quý anh chị. Rất là to. Mới chữa lúa đầu luôn nha. Bò này mới gớt một đôi găng luôn quý anh chị. Xương sóc nè, rất là đẹp. Đây em quay mùa nãy hơi dạng quay cho quý anh chị xem đây. Đây mới gớt một đôi găng luôn nha. Giật lên có chút. Đây. Nó hơi lắc nha. Chị xem cái đó, mới gớt một đôi găng luôn quý anh chị. Mới gớt một đôi găng luôn á. Chỉ giá 29 triệu 500 ngàn sở hữu một con bò cái tơ nha. Cái tơ chữa anh chị. Đó. Anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Rất là to. Đây, con bò vô nè. Đây ông anh này ông bắt chốt nguyên lô bò cái em nha cô chú anh chị. Đó, bắt hai con nghe đực nữa nha. Đó, nói chung là cũng cảm ơn ông anh rất là nhiều nha. Đây, nghe đực cái này nha. Đây, rất là to nha chú anh chị. Anh bán cặp đực cho ông anh luôn nha. Đó. Anh bắt rẻ tiền, anh bắt về anh thả đồng đó. Đây dàn cái này nha chú anh chị. Đó. Em chặt chuồng hết rồi nha chú anh chị. Đây anh bắt cái tổng cái lô này không cũng tầm khoảng 16 17 con nha. 16 17 con anh chị. Đây từ đó ra đó luôn anh chị. Đây. Đó, cũng cảm ơn anh rất nhiều nha. Giơ tay cảm ơn anh. Đó. Ông anh ở ở đâu anh? Đây ông anh này ở Kiên Giang nha. Bắt nguyên lô bò cái em về thả lồng nha. Đó, rất là đông nha anh chị, nghe chưa anh chị. Đó. Bò này rất là to nha anh chị. Bò này tầm đồn 20 trở lên nha anh chị. 20 lẻ lên nha. Đó, bò này tầm mười mấy triệu trở lên nha anh chị. Rất là đẹp, rất túi luôn nè. Đó, anh chị nào có nhu cầu mà xài á. Đó, cứ liên hệ em nha. Ông anh không ngại đường xá đường xa này kia xuống tới chạy, em cũng cảm ơn ông anh rất là nhiều nha. Ông anh đây, nguyên lô bò rất là đông nha anh chị. Đây. Đó, cũng cảm ơn ông anh rất là nhiều nha. Đó, không ngại đường xa xuống ủng hộ trại em nha.
Nói chung thì em bán này tính tối nay đăng lên cho cô chú xem nè. Anh không lỡ chốt hết thì em cũng thông báo là em bán được cái lô bò như vậy nè. Thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều nha. Đây. Đó. Rất là to anh chị. Về nha. Không, anh ông về Kiên Giang trước nha. Ngày mai mới giao bò về Kiên Giang nha cô anh chị. Đây. Đại gia mà bắt bò nuôi cho cực cô mập mập quá biết các cò nổi không? Đây. À, cũng cảm ơn mình rất là nhiều nha. Tin tưởng chạy bò chúng em nha. Rồi. Dạ dạ cảm ơn ông anh nha. Đó. À, ông anh ông về đó nha. Rồi. Rất là nhiều nha, quý anh chị. Đó. Rất là đông nha. Cảm ơn mà rất là nhiều. Đây, trực tiếp giao lô bò về Đức Trọng Lâm Động nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài bò cứ liên hệ cho bò Thành Trung giùm em nha. Đây. Rất là to nha chú anh chị. Bò chỉ có 29 triệu. Đó, em đang giao nha. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu xài bò cứ liên hệ cho bò Thành Trung giùm em nha. Bắt lượng bò rất là đông nha chú anh chị. Bò đực, bò cái gì em đều có nha. Đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài bò cứ liên hệ giùm em nha. Em bán là đất cơ đồng nha. Rồi, cô chú anh chị nào có nhu cầu xài cứ alo giùm em. Đây em trực tiếp em giao hai xe nha chú anh chị. Đó, xe này về Vũng Tàu nha chú anh chị. Đó này giao lôi quà đực nha. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài bò cứ liên hệ chạy bò Thành Trung nha. Em đều có xe mà từ Nam ra Bắc nha. Đây của thằng em nha. Đó, cô chị nào có nhu cầu xài bò cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em. Rồi. Đi từ Nam bắt ra chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xài bò cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Rồi. Xe này 2 tấn nha chú anh chị. Đây em lên cặp được 61 triệu nha chú anh chị. Đây, xương rất to nha. Rồi xương. Rồi rất to, xương rất to nha. Đó. Đó. Xương rất to chú anh chị. Bò này bò độ nha. Bò này dữ dằn lắm. Đó, cũng nhờ ông anh ủng hộ luôn nha. Mẹ ăn con đi. Đây. Đây em tiếp tục mẹ ăn con nha chú chị. Bắt cho ông anh đây. Bò rất to nha. Đó, ông anh này bắt 3 cặp nha. Rất là to nha chú chị. Thôi chú chị nào xài mẹ ăn con liên hệ cho bò Thành Trung giùm em nha. Rất là to nha. Đây em trực tiếp đem về ba chiếc, đi giao ba chiếc cô anh chị. Đây. Đó cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài bò cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em nha. Đây. Rất là to nha chú anh chị. Đây. Đó. Đó lên ba chiếc luôn nha chú anh chị. Em còn đang lên bò nha. Đây bò rất là đông nha. Đó, có chị nào có nhu cầu mà xài bò cứ liên hệ cho bò Thành Trung giùm em. Đây. Này rất là to, nó hơi tối nha chú anh chị, xem thông cảm cho em nha. Tại vì em buôn bán thì em quay cái hành trình mà bán bò được bò cho cô chú xem á. Vui hay chú anh chị. Chú anh chị nào có nhu cầu mà xài bò cứ liên hệ cho bò Thành Trung giùm em nha. Có đăng ký kênh chạy bò Thành Trung giúp giùm em nha cô chú anh chị. Đây, rất là đông nha. Đó. Em lao lô thì cho ông anh này cũng khoảng 25 con thôi. Rất là bự nha cô anh chị. Cô anh chị nào có nhu cầu mà xài bò. Chị nào có nhu cầu mà xài cứ liên hệ giùm em. Đây em được tiếp giao chú anh chị. Đây từ đằng này tới nhiều luôn nha. Ba chiếc nha chú anh chị. Một chiếc về An Giang, một chiếc về Vũng Tàu, một chiếc về Đà Lạt nha. Cảm ơn cô chú ông anh rất là nhiều nha. Đã tin tưởng ủng hộ chạy bò chúng em nha. Đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài bò cứ liên hệ chạy bò Thành Trung giùm em. Rất cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Đây. Đó, chuẩn bị em đi hết rồi chú anh chị. Đây chiếc này về An Giang nha chú anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài cứ liên hệ giùm em. Rất là đông nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Đây. Em chạy bò Thành Trung nha, chuyên bán các loại bò pháp kem OAV nha. Địa chỉ ấp An Định Dòng, xã Tân Bình, huyện Càng Long, Trà Vinh. Số điện thoại em 0 là 777 922 85 nha.
Số alo em là 0772816004 quý anh chị. Chú anh chị nào có nhu cầu bật số lượng lớn á, em vẫn giao về cắt chạy được nha. Đó, chủ yếu cô chú anh chị mà tin tưởng chạy bò chúng em là em rất là sẵn sàng nha quý anh chị. Rồi, mong cô chú anh chị ủng hộ em nha.